Đoàn Như Hải là một trong những cận thần đắc lực bên cạnh vua Trần Anh Tông. Sự thông tuệ và tài năng văn chương của Đoàn Như Hải được thể hiện rất rõ trong câu chuyện ông giúp vua Trần Anh Tông dâng biểu lên Thượng Hoàng Trần Nhân Tông, giúp vua thoát khỏi cơn thịnh nộ của Thái Thượng Hoàng. Ta đã nói với ngươi rồi, Thượng Hoàng vẫn đang rất giận, ngươi không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào. Ngươi về đi, ngày mai Thượng Hoàng triệu tập bệ hạ và bách quan văn võ, tất cả sẽ được biết quyết định của ngươi. Nhữ Hải vâng mệnh vua, chưa hoàn thành việc bệ hạ giao, nhất quyết sẽ không rời khỏi đây. Người dâng biểu quỳ trong sân vẫn còn ở ngoài đó sao? Dạ đúng ạ. Người hãy ra lấy biểu hắn dâng mang vào cho trẫm. Dạ. Dạ thưa Thái Thượng Hoàng, đây là tờ biểu bệ hạ dâng lên Thái Thượng Hoàng ạ. Viết khá lắm, truyền cho bệ hạ đến gặp trẫm. Dạ. Phụ hoàng, nhi thần đã biết tội. Trẫm đang sống mà ngươi còn như thế, huống chi sau này. Xin phụ hoàng tha tội cho nhi thần. Con xin hứa, sau này sẽ thay đổi bản thân, chuyên tâm trị vì đất nước, trở thành một vị minh quân. Xin phụ hoàng hãy tha tội cho con. Tờ biểu này là ai soạn cho ngươi? Dạ, đó là nho sinh Đoàn Nhữ Hải đây ạ. Đoàn Nhữ Hải còn trẻ, chỉ là một nho sinh mà đã có những suy nghĩ rất sâu sắc. Bài biểu ngươi soạn rất hợp lòng trẫm, khiến trẫm rất cảm động. Đa tạ Thái Thượng Hoàng, xin Thượng Hoàng hãy tha thứ cho bệ hạ. Trẫm cảnh báo trước, đây là lần cuối cùng trẫm cho bệ hạ cơ hội sửa chữa lỗi lầm. Bệ hạ nên nhớ, trẫm còn có con khác, huynh đệ của bệ hạ cũng có thể nối ngôi được. Chớ có càn rỡ mà làm phiền lòng bách quan và trẫm họ. Nhi thần đội ơn phụ hoàng. Truyền chỉ của trẫm cho trăm quan và bệ hạ được trở về triều, tất cả hoạt động triều chính về như cũ.